Theo thông tin cập nhật, lúc 5 giờ sáng nay, 16 thi thể nạn nhân tử vong trong container tại Anh ở 3 tỉnh đã được máy bay trở về tới sân bay Nội Bài. Các địa phương đã cử đoàn và xe cứu thương ra đón trở về quê. Ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, khoảng 3 giờ sáng nay, đoàn lãnh đạo huyện, xã đã có mặt tại sân bay Nội Bài để làm lễ bàn giao thi thể các nạn nhân tử vong ở Anh. 3 giờ chúng tôi đã có mặt ở sân bay, đến 6 giờ sáng thì xong thủ tục bàn giao. Huyện bố trí 8 xe cứu thương, mỗi xe chở riêng một thi thể. Trong đoàn có lãnh đạo huyện cùng chủ tịch các xã có nạn nhân tử vong đi cùng để đón thi thể về bàn giao cho gia đình. Vì lý do an ninh, người nhà nạn nhân không được theo đoàn. Theo ông Cường, khoảng 13 giờ chiều nay, thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về đến nhà để bàn giao cho các gia đình. Việc đưa người tử vong về nước chia làm nhiều đợt, trong đó đợt đầu sẽ có 8 nạn nhân ở Hà Tĩnh, 5 người ở Nghệ An và 3 người ở Quảng Bình. Đoàn xe cứu thương từ các tỉnh tập kết tại sân bay vào rạng sáng nay làm thủ tục bàn giao thi thể. Trước đó, ngày 14 tháng 11, Bộ Ngoại giao có văn bản thông báo về chi phí đưa thi hài hoặc lọ tro liên quan đến 39 thi thể tử nạn ở Anh về Việt Nam và đề nghị các địa phương khẩn trương lấy nguyện vọng của các gia đình. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, chi phí để mang lọ tro từ Anh về đến sân bay Nội Bài không bao gồm chi phí đưa về quê là 1.170 bảng trên một trường hợp. Tiếp nhận thi thể mang đi hỏa táng, vận chuyển ra sân bay Heathrow, hoàn thiện các giấy tờ liên quan, phí vận chuyển hàng không là 200 bảng một lọ tro, bằng 50% so với giá thị trường. Tổng chi phí để đưa từ Anh về Việt Nam là khoảng 1.370 bảng Anh một lọ tro, tương đương với 41,1 triệu đồng. Về chi phí để mang quan tài kẽm từ Anh về Việt Nam bao gồm 990 bảng, nhận thi hài mang đi đóng quan tài kẽm, vận chuyển đến sân bay Heathrow, hoàn thiện các giấy tờ liên quan, phí vận chuyển hàng không là 1.218 bảng, bằng 50% so với giá thị trường. Tổng chi phí để đưa từ Anh về Việt Nam là khoảng 2.208 bảng trên một quan tài, tương đương với khoảng 66,2 triệu đồng.